Các ông thấy chưa này, tôi đứng vào đây cho anh em xem này. Ui, anh em thấy chưa, hôm nay Sĩ Kẹo test cho anh em skin Mocha mới nhá. Tất nhiên là cái skin Mocha này thì nó chưa ra mắt tại server Việt Nam đâu mọi người ơi, nhưng mà thật sự là khá là ngầu. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shop.sikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, chế độ này thì anh em đã quá quen thuộc đúng không nào? Thì ngày hôm nay, Sĩ Kẹo xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Kẹo. Trận đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn cây súng lục G18 đi. Hôm nay trong video này thì sẽ có một điều khá là bất ngờ dành cho mọi người nhé. Được rồi nha, còn mấy giây nữa thì chúng ta sẽ chính thức được Let's go đi xử mấy thằng địch đúng không nào? Nếu như các bạn thấy những video của Kẹo hay, đừng quên đấy là hãy để lại một nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Góp phần tạo cho mình thêm những cái động lực để ra những video sau hay hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, thằng đầu kia, từ từ anh em ạ. Từ từ nhá, cái đậu xanh nhà nó. Hiện tại thì mình cầm cái lục này và thật sự là tất cả những thí sinh là hầu như là anh em game 1 anh em đều lựa chọn cây lục G18 này cả. Cơ bản là cây lục này quá quen với anh em rồi đúng không nào? Ơ, cái đậu xanh. Mày này làm sao đấy hả? Ui, tao sợ mày quá. Từ từ anh em. Sợ quá nhỉ. Ui, bạn ơi. Làm gì đấy? Oh man. Sợ bạn quá cơ nhỉ. Số nha mọi người. Ui vãi trưởng. Đông thế. Anh em cứ từ từ thôi, anh em làm gì đông thế? Tôi sợ. Ui, thanh niên này. Cái gì đấy? Chạy đâu hả? Đứng lại đi em ơi, tính chạy đâu nhỉ? Vãi cả trường. Anh em ơi, tôi đuổi theo nó nhá. Mày này làm sao vỡ đầu. Nhẹ nhàng luôn mọi người nha. Vâng, như vậy là team địch chỉ còn lại một đứa thôi. À đây rồi. Đợi chú mãi cơ. Thì ra là ngay ở đây à? Sĩ Kẹo chia một kill. Nhẹ nhàng đúng không mọi người? Vâng, như vậy là chúng ta xong game đầu tiên. Và đến bây giờ đến với game 2 đây. Mình sẽ mua bông keo. Hôm nay thì sẽ test một skin bông keo mới nhá, chuẩn bị ra mắt tại server Việt Nam. Và phải nói là skin bông keo này trông rất là ngầu luôn. Anh em ơi, chờ Kẹo xíu nhá. Ok, hiện tại thì mình mua tận 10 trái bông keo luôn cơ. Đấy, để tiền, chỉ để mua bông keo thôi anh em ạ, để khoe thôi. Phải trưởng vẫn chưa xong nữa. Rồi, tôi sẽ lựa chọn vị trí nó đẹp đẹp xíu, ví dụ ngoài này đi. Đây, ok, dựng bông keo này. Các ông thấy chưa ạ? Đây là một cái bông keo mới nhá, nó rất là dày, nó rất là chắc chắn nhá. Ui, anh em thấy chưa ạ? Ông nào bảo không đẹp, ông nào bảo không ngầu đi. Này, thêm cái nữa này, nó cứ phải gọi là như bông keo của siêu nhân các ông ạ. Đấy, các ông thấy chưa này, tôi đứng vào đây cho anh em xem này. Ui, anh em thấy chưa ạ? Hôm nay Sĩ Kẹo test cho anh em skin bông keo mới nhá. Tất nhiên là cái skin bông keo này thì nó chưa ra mắt tại server Việt Nam đâu mọi người ơi, nhưng mà thật sự là khá là ngầu. Ngộ không ngồi vào đây hợp vãi cả trưởng, anh em công nhận thế không? Rồi nha các bạn nhá. Ok này. Ok, cái đậu xanh. Không thể nhảy lên được, phải kiếm đồng đội cơ anh em cơ. Một mình Kẹo thì không thể nhảy lên được. Thế nên là hiện tại thì mình còn tận 7 trái bông keo cơ. Tôi qua đây tôi dựng tiếp nhở. Ngại gì. Đấy, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện này. Úi dồi, qua đây. Anh nhiều bông keo lắm. Này, qua đây anh thể hiện cho mọi xem này. Úi dồi ôi, câu thấy chưa ạ, bông keo của siêu nhân đấy nhá. Yes, ui vãi trưởng. Vãi trưởng, sao đây bạn, sao đây bạn. Ơ, ra đây bạn. Ôi dồi ôi, Sĩ Kẹo double kill. Quá là điều bình thường luôn nha. Yes, và chúng ta đến với game thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Lần này thì mình lựa chọn cây súng đấy là Thompson. Thì cũng đã khá là lâu rồi, kể từ lúc phiên bản OBA 21 ra mắt. Thì bây giờ mình mới chơi lại cây Thompson đây. Còn lại thì mình thường là mình toàn chơi MP40 với lại cây XM8 thì anh em cũng đã biết rồi đúng không nào? Vâng, lần này thì mình đã mua thêm một số đồ nữa. Cơ bản là để chiến anh em. Đấy, vừa trêu mấy thằng địch lại vừa kiếm top 1 nhở. Test skin bông keo mới này. Ui, lần này tôi sẽ xếp nó trồng lên trên nhở. Cái nữa này, và thêm cái nữa nhá. Từ từ anh em nhá. Này. Ơ, nhưng mà thế này thì anh em vẫn không thể nhảy lên được, phải có đồng đội cơ. Ê thằng kia, ra đây nhanh. Ra đây nhanh. Nhanh chơi này. Đứng yên đấy, đứng yên. Cái đậu xanh anh em ạ. Khổ. Hiện tại thì mình đang chơi ở server Thái Lan nhá, nên là tôi cũng ngại, tôi không có mở mic nói chuyện với mấy thằng Thái. Vâng, các bạn thấy không ạ? Cái skin bông keo mới này thì cho nó ngầu vãi trưởng, nó rất là giống những cái sống lưng của con khủng long anh em ạ. Ê,
Các ông thấy xịn sò chưa? Rồi nhá. Má anh em ạ. Dựng thêm cái nữa đi. Này. Dựng xương xương nhá. Dựng lên trên thì mấy cái bom keo ở dưới ấy, nó sẽ bị kiểu mất đi mọi người ơi. Và tối đa thì các bạn chỉ có thể là dựng được 3 trái bom keo thôi. Win mất tiêu rồi. Tôi không ngờ là mấy ông đồng đội Thái bắn cũng tốt phết, không như mấy ông đồng đội Việt Nam anh em chơi vào toán kiểu thoát trận. Khá là khó chịu. Không biết là anh em có gặp tình trạng như vậy không? Từ đợt mình chơi tử chiến bên Thái Lan mình đỡ ức chế hẳn. Có khi sắp tới tội chuyển giới qua Thái nhỉ. Chào mọi người xíu thôi. Chào mọi người và chúng ta đã đến với vòng 4/7 rồi nhá. Team mình thì với tỷ số 3-0. Nói chung là mấy thằng địch thì không có cửa ăn team mình rồi. Không hiểu sao nhưng mà team bên kia bắn hơi gà mọi người ạ. Nên là nói thật là để ăn được team mình thì cũng hơi khó. Tôi sẽ nhảy lên trên này nhá. Ok này. Chắc là lên thẳng cái nóc nhà gà đi mọi người ơi. Lên trên này cho nó cao này. Xong là dựng bông keo nghịch nghịch chơi xíu nhở. Rồi nha. Dạo này nói chung là tôi cũng hơi chán game. Thế nên là toàn tìm mấy cái kiểu khám phá nhở. Tôi và anh em gọi là chơi cho nó vui thôi. Chứ còn là top 1 thì mình chơi game quá nhiều rồi anh em ạ. Trong khoảng hơn 2 năm rưỡi vừa qua thì mình chơi game được cả ngàn trận top 1. Chứ đừng đùa anh em ạ, chán lắm rồi. Top 1 bây giờ nó quá bình thường rồi anh em. Ngoại trừ solo squad một số anh em bảo tôi làm nhưng mà nó căng quá. Solo squad tầm này gắt vãi. Mình lại chẳng phải cao thủ gì cả nên thôi anh em bỏ vụ solo squad nhá. Đứng trên này chơi chơi này đấy, dựng bom keo nghịch nghịch vui phết nhá. Một cái bom keo mới nhá. Tôi thấy là nó rất là dày nhá. Và nó xịn xò hơn cái bom keo mà giống kiểu cái kính xe ô tô ấy. Ở server Việt Nam hiện tại thì anh em đang dùng khá là nhiều ấy. Ơ. Má, không ai bắn tôi này anh em này. Ờ vãi cả trường. Thật sự luôn anh em ạ. Team địch sấp mặt anh em ơi, mặc dù là tôi chơi funny thôi. Nhưng mà team địch nó vẫn sấp mặt bởi vì là mấy người đồng đội bên Thái của tôi mạnh quá. À ok Buya. Vậy là xong cái game đầu tiên đúng không nào? Hôm nay thì chơi thế hơi bị ít đúng không? Thế nên là tôi sẽ chơi thêm một trận tử chiến nữa đi anh em. Ui, dựng bông keo xả hàng cái cho nó xong đi ấy mà. Yo các bạn, chúng ta đã quay trở lại đến với trận tử chiến thứ 2 trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn quên chưa nhấn nút like thì nhớ là nhấn nút like nhé. Anh em yêu quý mình, đừng quên hãy chia sẻ video để rộng rãi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, được rồi. Vẫn là cây súng lục G18. Thật sự là vòng 1/7. Game nó chưa bao giờ cho anh em nhiều tiền cả để cho chúng ta có thể mua cây súng xịn hơn. Toàn bắt kiểu mấy ông tay không đấm nhau hoặc là cầm súng lục bắn nhau. Thi thoảng thì tôi nghĩ là cái vụ này nó hơi điêu anh em ạ. Ơ vãi trưởng, sao đấy? Ơ đừng bạn ơi, đừng bạn nào bắn mình nhá. Đừng anh nào bắn em nhá, em sợ. Má anh em ạ, kia rồi. Tôi thấy nó rồi nhá. Mày này làm sao hả? Tao lại sợ mày quá. Sao? Rồi nhá. À, hình như là cả team địch nó lên miệng phía trước nó đứng công ạ. Ồ vãi trưởng. Thế thì được rồi. Ơ phía sau còn người này. Đấy. Mày này làm sao? Ui dồi ôi. Anh em thấy không ạ, nói chung là dạo này tôi bắn hơi xuống tay tí. Chắc là ít chơi game, nói chung là ít luyện kỹ năng mọi người. Toàn là mấy cái mod mới, chế độ mới cho anh em coi ấy. Với lại thì một số những cái góc lag. Rồi là tôi đi Việt sắp mấy cái video hài Free Fire Thái Lan. Ok nhá. Vâng, chúng ta đã có thùng sơn và thêm 3 trái bông keo. Tôi nghĩ là chỉ cần thế thôi anh em ạ. Nãy giờ sơ bông keo mới với anh em quá nhiều rồi. Bây giờ là mua 3 trái thế thôi, còn lại lấy thùng sơn mà bắn chơi anh em ấy. Để xong game này Buya cái. Đấy cho nó nhanh, cho nó sớm trợ đúng không anh em. Rồi nhá, từ từ anh em ạ. Đây, let's go. Lý do tại sao mà mình lại chơi nhân vật ngộ không bên Thái Lan, bởi vì là hôm nọ tôi mới nhận ở cái sự kiện free ấy. Thế là nó cho con nhân vật ngộ không thì chả mất đồng nào. Đấy, chứ còn là nó thật là. Anh em thấy không, cái bộ trang phục mình đang mặc đây, nó có khác gì con boss đâu anh em. Nó chẳng khác gì kiểu mấy cái gì nhở anh em nhở. Cái lựu chim mồi ấy. Đấy, anh em thấy giống không? Má nhở. Nhảy lên cái bông keo này hơi khó nhỉ. Cái đệnh mệnh tôi dựng bông keo này hơi sát công ạ. Thế nên là bây giờ là mãi không lên được câu ạ. Nghĩ nó cay nhỉ. Cái bíp gì thế này. Lần sau rút kinh nghiệm anh em, tôi sẽ dựng bông keo nó cẩn thận tí. Đây mãi mới leo được. Vâng, và đây là cái cuộc hành trình vật vã để leo lên được cái bông keo. Và hôm nay mình cảm giác là mình còn chơi kém hơn cả một con boss khi mà leo cái bông keo còn không leo được cái đậu xanh. Đấy, các ông thấy vất vả chưa? Ok nhá, ơi một đứa này. Mày này làm sao đấy, mày ra đây này.
tao mà cầm thông sơn tao rũi là mày không có nước mày chạy đâu nhá. Nó ngay sau con xe ô tô không ạ? Lúc nãy ấy thì tôi lại sơ ý quá. Thế là tôi lại không mua lựu, không tôi cầm mấy quả lựu ném thằng kia nó chạy lâu rồi. Còn đâu mà nó cứ ngồi đấy, nó ngồi rỉa, trông khó chịu ghê. Ơ thằng bạn nó này, đậu xanh xong chưa? Ra cứu bạn đi kìa. Kìa bạn, ra cứu bạn đi. Sao để đồng đội kêu la thế kia? Kìa, mày không cứu bạn này. Đấy nhá, đừng trách mình nhá, hãy trách là người đồng đội không qua cứu bạn nhá. Nói thật chứ anh em, qua cứu bạn tôi giết cả đôi luôn. Cái đậu xanh này sao nó lại cứ ngồi sau ô tô khó chịu nhờ anh em nhỉ. Đôi khi tôi không thể tự hỏi bản thân mình rằng là tại sao tôi cứ đứng trên nóc nhà còn nó lại ngồi ở dưới. Thôi kệ, đứng trên này trêu nó ấy mà anh em. Mày này, cơ bản là tôi đứng trên này tôi cover cho đồng đội thôi. Này, lên đi. Xong rồi. Đồng đội bắn nhanh quá. Mà như vậy là chúng ta bây giờ là đến với vòng 3/7 nhá, của chế độ tử chiến này. Đây, tôi sẽ mua thêm bông keo thôi. Lúc nãy là xài mất một quả rồi, nên là tôi vừa mua thêm. Và hiện tại chúng ta cũng có khá nhiều bông keo 11 trái nhá. Với cây thông sơn mình nghĩ là đủ dùng rồi, mình không cần mua thêm cây nào nữa đâu. Yes. Và một dây đếm ngược. Let's go mọi người ơi, đi thôi nào. Đi kiếm địch để kill cho nó thôi. Hôm nay là mình chơi trên máy Black Shark 2 nha. Mọi hôm kiểu chơi trên iPhone ấy, nên là mấy cái tên Thái Lan này nó toàn ghi dấu hỏi chấm. Black Shark 2 thì nó có hỗ trợ kiểu tiếng Thái ấy. Rồi nha. Mà tôi cũng không thể hiểu được, chắc là iPhone nó không bán chạy ở Thái Lan anh em ạ. Ngay cả máy hình như là cũng không có ngôn ngữ Thái Lan ấy. Mà cái đậu xanh này làm sao. Ui vãi trưởng, anh đừng. Các bạn thấy không ạ, bông keo rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, dựng trái bông keo phát. Ui rồi ôi, mấy thằng địch nằm xuống hết này. Sĩ kẹo nhẹ nhàng double kill nha anh em, thấy không ạ? Rồi nhá, tầm này là chỉ còn lại một đứa thôi, đây rồi. Mày làm sao, sao, triple kill. Vòng 3/7, quá easy anh em. Quá là dễ, quá là điều bình thường. Vâng, lần này thì mình có chuẩn bị thêm một số lựu đạn nữa. Cơ bản là trận này thì bom keo tôi nhiều quá rồi, tôi sẽ dùng lựu đạn đi ném địch anh em ạ. Ơ mà quên, đang còn cây thông sơn trên người mà. Vứt luôn cây thông sơn anh em, cầm lựu đạn ném chơi thôi. Tôi nghĩ là mấy thằng địch nó cũng không thể ăn được đâu. Cơ bản là đồng đội tôi, mấy ông Thái Lan này, Thái Lan Thái Lọ này, mạnh quá anh em ạ. Nên là team bên kia phải gọi là ăn hành ngập mồm anh em. Thế nên là thôi, tôi cứ cầm lựu với lại cầm bom keo tôi ném chơi làm gì nhau này. Đấy, chơi vui vui tí thôi. Chứ còn là top 1 với mình thì bây giờ nó đơn giản quá rồi. Bu ra đơn giản quá rồi, 50-50 mà có hai team mà tính gì. Cầu lựu chơi thôi. Mày này, chạy đi đâu em ơi. Em ơi đừng xong chơi, đừng mại mê. Này, ăn lựu này. Úi dồi, biết thế tôi ném thêm một trái nữa là thằng bé nó toang rồi anh em ạ. Nó dính một trái lựu của tôi rồi. Đây, tôi qua đây tôi ném tiếp này. Làm gì nhau à? Đâu rồi. Làm gì nhau người này. Tôi lại sợ ông quá. À, có đứa này. Mày này, bắn đi. Ơ, không thèm bắn luôn kìa. Ôi dồi ôi, mấy thằng địch này ngáo vãi cả trưởng anh em ạ. Nó còn ngáo hơn cả mấy con boss cơ, đừng đùa. Rồi, yes, chúng ta đã xong. Và, bạn ơi đừng. Bạn làm gì đấy. Úi dồi ôi, chưa làm gì đã nốc rồi. Thế thì biết nói gì nữa. Oh man. Xong chơi anh em. Yes, buja. Đơn giản đúng không nào. Vâng, như vậy là mình đã xài hết bông keo rồi. Ném nốt quả liệu chơi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nếu như mà anh em thấy nội dung của kẹo hay nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.